đi mua bóng bay đám cưới đi. Mua bóng bay đám cưới thế nào, nhầm một quả happy birthday vào đấy. Mình ơi, đám cưới này happy birthday đi. Nhắn thật. Mà chị Phật cho các bạn đi. Cho các bạn. Hát bài nào. Con cò bé bé. Con cò bé bé đồng canh kê. Chị nào nữa nhỉ? Chưa quên không? Chị nào nữa? Đi. Đi không mẹ. Đi không hỏi mẹ. Mẹ. Thế nào nhỉ? Biết. Biết đi đường nào? Biết đi đường nào? Con cảm tát đi. Đi em hỏi. Chào tất cả mọi người. Vừa nãy là anh em mình đang live nhưng mà bị mất mạng. Hôm nay anh Đông mời lên đây để tham dự đám cưới của bác trưởng thôn các bạn. Đó, đây là Đông này, Sevin cẩn thận nhỉ. Sevin lau bụng. Hey. Chào tất cả mọi người. Bụng thì đã bé rồi. Hello mọi người. Không phải siêu viên mà. May được khách mời đến đại dư tiệc mọi người ạ. Hôm nay anh em mình nghỉ. Chết rồi chứ cả thế. Hôm nay anh em mình nghỉ việc đi cỗ mà bây giờ chưa thấy món gì cả. Ya cumplimenta. Amativaro. À, sao đã tiêu Alex. Alexi. Ai đây? Đây đẹp ở đây. Đông. Gồm ơi. Đi thì khép khép cái chân vào cái. Sevin chưa vào thôi. Tôi mất đi vào đùi, chào các bạn này. Hôm nay là cưới đẩy vợ cho Thùy Linh. Đẩy vợ cho Thùy Ninh các bạn ạ. Thì mỗi Thùy Linh vào. Hôm nay là mỗi Thùy Ninh đây chú rể. Còn anh em mình là phụ rể thôi. Con chào các bạn ấy. Chào. Chào các bạn. Đây thôi. Thùy Ninh hôm nay đến vợ nha mọi người. Chào Phạm đang nấu cỗ rồi. Chào Bùi Đăng Quyền, đúng rồi, hôm nay mình đi làm nháp. Chào tất cả mọi người. Để hôm nào về làm cho nó quen. Hôm nay để Thùy Ninh test thử chú rể nhé các bạn, xem là có quen không. Nếu mà quen thì hôm sau là ok, còn không phải chắc phải thử mấy lần nữa. kể mà được cưới mấy lần thì đẹp. Không nói thì nói chứ phải có kinh nghiệm. Phải lấy vợ mấy lần thì mới có kinh nghiệm đấy. Một lần không như mình giờ vẫn còn đang bỡ ngỡ. Một lần là bị run nhỉ. Một lần bị run đấy. À, còn bóng cái bóng bay đi treo cho bạn. Anh treo 6 cái ghế nữa cho đẹp. 6 cái ghế nữa. Chào Lai Nguyễn. Chào Tony Tuấn. Chào Tony Tuấn. Chào Trinh Phạm. Chào Trinh Phạm. Chào Mina. Chào Mina. Chào Hoài Thương. Chào Thương. Con phải là ao túi ấy. Chào Hương Tung. Chào Uyên Cao. Chào Uyên Cao. Bây giờ kế hoạch thì cũng chuẩn bị rồi đấy bạn ạ. Đã. Con chào Điệp Béo. Phải là ao tủ. Chào Điệp Béo. Chào Điệp Béo. Chào Điệp Béo. Chào Điệp Béo. Đúng chính xác. Chào Điệp Béo. Bên này chậm hơn Việt Nam mình 6 tiếng nha các bạn. Đấy, đấy mọi người cứ thế mà căn giờ thôi. Đóng thùng. Để em. Đóng thùng lên rồi anh quay. Đây. Cởi thắt lưng ra. Cởi thắt lưng cho bà áo đàng hoàng. Đi cởi thắt lưng, cởi cúc ra bỏ vào nhìn cái quần nó xuống này. Ơi. Bắt đi được. Được chưa? Được rồi đây. Quay nhá. Quay nhá. Ồ, đã vừa nãy giờ đã quay đâu mà, được chưa? Khép cái hãng vào như cái chạc súng đi. Đấy, được đấy, này chú rể được đấy. Nhưng mà chú rể mấy nữa phải thay quần tây, quần bò. Phải vào quần đen nhỉ, ai đi đen. Đấy, quần bò không được chứ gì. Nhà dài. Nhà dài đi. Ui giời, kênh trước, chạy có gãy. Ui giời, váy tung vào váy nữa bây giờ. Nhà trai đang nấu ăn nha các bạn. Ê, nhà trai đấy, chạy quá kìa.
anh em đang trang trí thêm xe. Ok. Ai? Cô giáo ơi. Cô giáo gọi gì? Alo đi. Alo. Buen día, profesora. Dạ, eso. Tôi bay. Ngồi đây cho các bạn nghe tiếng bồ anh đi rồi. Eso sí, vamos a. Tudo bem. Dạ, mẹ ta xin alo manda. Amnha vai. Amnha đây đi. Tá bem. Chào anh Phạm, chào Nguyễn Độ, chào Huỳnh Blue, chào Tân Nghé, chào Đinh Trần Thủy Tiên, chào Phương Te, chào Hữu Công. Ê, cô giáo gọi điện này, sao đuôi? Bán được cô ấy. Ê, giờ đứng bóp bóng bay em. Chán thật, chỉ thích bóp thôi. Anh ấy chuẩn bị rồi chưa? Nào? Anh đâu rồi? Chuẩn bị bấm máy chưa? Hello tất cả mọi người. Đây, ngồi nói chuyện các bạn xem gió đi. Gì đâu. Cầm đi. Ấy đâu này? Ôi thôi, lại nổ rồi. Văn Minh, chào Văn Minh. Hello hai chú, chào cháu. Đáng họng, đám cười, anh Linh Philip. Ê, chạy tìm đi. Chuẩn bị có rồi nha chị Yến này. Hôm nay là làm thử chủ rể mọi người. Hôm nay là đúng rồi, hôm nay đi nháp học hỏi kinh nghiệm. Mai mốt gì về cho nó đỡ bỡ ngỡ. Hello Trần Tuyên. Rồi, còn mày gì? Còn mày. Còn đúng rồi. Đây, cho các bạn xem đội. Cho các bạn xem là đội hậu cần. Ấy đâu nhỉ? Tao mặc váy mà. Mati vào đu. Chào các bạn. Chào các bạn. Đây Hạnh Nguyễn này, lôi con đây nhá. Hả? Chào Phá Lan. Trời hôm nay như kiểu hiện tượng chuẩn bị mưa các bạn. Đó. Trời sắp. Trời sắp rồi, sắp mưa rồi, anh Đông. Hôm nay bác trẻ thôn có khi là mưa đi các bạn ạ. Alleluia. Sì. Hôm nay lấy vợ phấn khởi, bác trẻ thôn hôm nay phấn khởi quá. Thôi anh em mình xin phép nha, chào tất cả mọi người nha. Anh em mình tắt máy để cho anh Đông chuẩn bị. Ôi, ngồi xem gió đi, từ. Chuẩn bị đến lúc anh Đông anh làm việc rồi. Chưa. Chào cả mọi người. Mình gần thống chú rể. Hôm nay là một lát nữa đi đón dâu luôn mà. Các bạn xem khả năng nó nhỏ là con ấy được bạn đâu. Nha. Sáng ra gọi điện mặc cả với vợ rồi là có khi anh lấy điện vợ nữa. Ấy nổ hết. Không vợ nếu mà ấy. Mọi người xem khả năng thế nào? Câu trả lời. Đây. Nhỏ biết vợ xem này chi mọi người. Không chắc là chị không xem đâu. Giờ đang nấu ăn. Căn cái giờ nấu ăn. Mọi người ở nhà chắc giờ khả năng có ai đang vừa ăn cơm vừa xem không? Ai đang nấu ăn. Thôi đề nghị chị em ở nhà đi nấu cơm đi nhá. Anh em mình thôi tắt máy cho mấy chị mấy em đi nấu cơm. Đúng không cháy hết. Thôi nói chung là mọi người nấu ăn giờ là cũng muộn rồi, mọi người nấu ăn đi, kho thịt rang cá đi. Không mà xem quá này cháy. Anh đâu hôm nay có cả áo hơi bị chim cò đấy. Đấy, hoa đẹp cái này, hoa trắng mà vừa Thùy Ninh bảo là hoa thơm. Đấy các bạn đấy. Hoa trắng ấy. Hoa trắng này bảo hoa thơm. Chán thật. Ôi, chào tất cả mọi người nhá, anh em mình đi chuẩn bị công việc ấy. Chào tất cả mọi người.